Đây, bonsai Đinh Vượng lại muốn giới thiệu với các bạn cái những cái cây gọi là gần như là dạng phôi đấy các bạn. Chưa xong đâu, thế nhưng có những cái tay đòn nó cũng hòm hòm rồi. Một cây bóng dáng cột kèo, dáng lan. Cái này anh Nam cũng mạnh tay đấy nhờ, cũng đục khuyết dễ ác chết đấy chứ. Nghệ nhân tùng phán đấy. À, tùng lại làm cái này à? À, mạnh tay, mạnh tay, thằng nào. Rồi, đúng rồi, chơi coi có đông đội, có hội. Bảo nhau làm cây. Cắt kiếc hoặc là cái gì là mua cái lời là... Làm 5 năm rồi các bạn ạ. Mùa này thì đang phát triển, đang rất tùm các bạn ạ. Nhưng mà vén và xem bên trong thì phê lắm. Ngoài thì tùm khó coi. Nhưng khi xem thân pháp bên trong thì lại mê luôn. Ui, kìa. Hầm hố đồ sộ. Ui, đoán những trực lúi nhỉ. Ông yêu cây, ông đi đến đâu ông cũng nhặt cỏ nhỉ. Nhìn thấy cái cỏ là nó ông không chịu được phải không? Đúng rồi, cây là nó đấy, vườn anh Mạnh rồi anh ấy cũng rất là cùng với em Tùng và hai anh em cùng xóm, nhưng mà rất là đam mê cùng nhau bao nhiêu năm qua hơn cả vợ cho mình. Sáng trưa chiều tối giờ nào mà với cái cây này á à? Ui trời, một cái cứ cây từ 10 giờ sáng, 5 giờ chiều, 8 giờ tối cứ ba hai nhèm cứ thế thôi. Cái này là cây tấn tầng anh nhỉ? Tấn kết ừ. Có cái tấn tầng quá. Chỉ có hai nhèm mà 7 năm nay rồi, 8 năm nay rồi cứ thế thôi. Đúng là cùng cái đam mê sở thích. Mà không có rượu chè, hôm nay mới là uống rượu đầu tiên đấy. Hai nhèm đấy. Cũng không uống đâu. Thế hôm nay may cho em quá, hôm nay được xuống được uống rượu với anh. Anh em ăn mới sang đấy. Hai anh em chỉ có làm với cả ngồi uống cà phê thôi. Đấy, có bonsai Đinh Vượng xuống hôm nay anh Mạnh mới đi uống rượu cùng này. Còn mọi khi chỉ uống nước trà thôi. Nhưng cái này là mai lại phải cần tôn cao nữa anh nhỉ? Ờ, anh cứ tôn dần mà. Tôn lên nó mới lột. Cây đó từ Tết nó chưa ảnh. Đã nói là mới lồi những cái bệ gầm này. Cái này đi. Còn rất mê chấu sơ dừa. Chấu rồi không có sơ dừa. Miền Nam hay sơ dừa nhỉ? Nó giữ ẩm tốt. Rất mê chấu với phần nữa rồi. Không có bỏ ấy. Còn có bè phần thịt. Cái phần thịt cho nó giói ở cái chỗ treo lên là mướng lên đấy. Nó khô thành nước rớt. Ôi trời, kinh nhờ. Toàn những cái phôi khủng. Cái này cương ở trên sơn tơi đấy. Cương đá. À, cương hào, cương hào á? Ờ. À cương hào ở trên sơn tơi hay kỳ đá, đúng rồi. Đó là ký trong ngoài hành bản rồi. Đâu cái nào đấy anh? Cây kỳ đá kia gì? Đây là cương ký à? Cương ký đây. À cương hào thì em biết, em chơi cùng với hắn từ những năm 2007-2008 ấy. Cái này thân, là ghép rất đơn giản. Thân cưa ít tuổi này em mới bằng tuổi. Bằng tuổi. Bằng tuổi 79 đúng không? Vâng.
cường phù sa, khí đá mà gọi là gài đá. Đây gọi là gài đá. Đấy, bắt đầu ra dí rồi. Bỏ ra để quay luôn xem ạ. Chà. À thế mà Cường chơi với anh Mạnh nhỉ? Thì lên phơi xong rồi xin số. Đó tất cả đá ở bên nhà Tùng cùng Cường nó ký chứ. À. Ngày xưa Cường ký đá nghe cũng đẹp lắm. Một cây này ký hết công hết cả đá hết bao nhiêu anh? Em đoán thế. Đá thì không đáng bao nhiêu, công kỹ thuật là chính. Ấn về cái khối óc thôi nhưng mà nó là bao tiền, em thử đoán xem nó là bao tiền. Sau anh sẽ đọc luôn. Chắc họ tầm đến chục triệu không anh? Chục triệu chết ra. Chắc chưa đến. Chắc kia 5 triệu. 5 triệu. Nghĩ chỉ có ke rồi mà còn đót là vẫn có lên đót rồi. Gài đá, nhét nhét mà cái rễ nào mà nó thô thì đục ra gài đá. Mới là mới cồm luôn. Cái này công là chính những đá đáng bao nhiêu? Ăn về cái kỹ thuật rồi. Vâng, ăn công kỹ thuật. Có một công thôi mà. Một ngày công 5 triệu là quá ok rồi. Không, cả đá nữa phải mất 1 triệu bằng tiền đá. Chờ thế đi. Không quan trọng là cái... Quan trọng là nó điện nó tôn cái tác phẩm nó hợp với mình. Đó, với cái cây còn có 2 thân thế kia nữa là 6 triệu. Hai ôm lại, một ôm thầy nữa. À, một ôm khắc khỏi đá nữa. Đấy. Cái cây này về cũng về gài theo, đúng rồi. Quay về cũng học gài luôn. 5 năm sau rồi có khi anh Mạnh anh sẽ gọi mình cũng lên. Em tên là gì à? À, em Chiến ạ. Quan trọng là phải có năng khiếu. Em là Vũ Minh Chiến ạ. Vũ Minh Chiến. Đây, em là số anh. Rồi, rất nhiều cái phôi này. Rồi, Chiến này đang đi học gài đá đấy, cũng học kỹ thuật đá. Cứ quay thật kỹ vào nhá, xong về xem lại nghiên cứu. Về học gài đá. Đại diện ảnh là gì đấy? Cô con gái à? Trời ơi, cái góc này. Đâu anh? Cái góc kinh khủng. Em cũng xinh như này đâu. Mặt bên này thì đá bo lên cả thân này các bạn. Chạy từ dưới chạy lên này. Anh Mạnh thì chưa thấy có nhiều cái hoàn thiện nhỉ? Chưa có cái hoàn thiện đúng không anh? Anh mới chơi cho anh à. Bán hết rồi. Những cái hoàn thiện anh tham tiền. Bán hết. Xong ở đâu là lại quay về chơi phôi. Bán được có được cái cây còn được 4 năm gì anh? 811 288. Đấy là số Zalo. Thì cái phôi là những cái cây phôi là anh có giao lưu không? Có chứ, cái à, anh cũng giao lưu. Thế thì anh đọc số điện thoại cho khán giả như anh em nào có nhu cầu. 0945 811 888 288. Rồi, số điện thoại nhé các bạn nhé. 0945 811 288. Vừa số Zalo vừa số điện thoại 945 811 288. Đấy, cứ lại ảnh ảnh này, cứ lại ảnh ảnh. Lên lên bắt ảnh phết kìa. Vâng, và view đẹp lắm, nó nổi. Có rất nhiều cây nó ăn ảnh, nó tạo view đẹp lắm anh ạ. Đây cây xin này hôm nay là tiếc quá, anh đang tùm lá này, không nếu vén ra soi ra ở trong nó cũng đẹp đấy nhỉ. Khủng khiếp. Nhiều lắm đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cây nào mà ưng ý ưng thì cứ điện thoại cho anh Mạnh nhé, qua số điện thoại anh vừa đọc xong đấy các bạn ạ. Những cái phôi như thế này là dễ làm này. Dễ ra tiền.
Dạ, toàn những cây luôn. Vân quốc khô cây. Ồ, rất nhiều, rất nhiều. Đấy, một cái vườn phôi cho anh em giao lưu nhé. Toàn những con trực xong thì tạo thành những cái cục như cái núi đấy các bạn, như củ gừng, củ nghệ. Rồi, bonsai Đình Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.